Ở đây là một cái trường hợp đầu tiên mà đoàn đang ghé qua để thăm, để hỗ trợ xây lại nhà cho hộ nãy bà con cô bác. Thì trong cơn bão vừa qua thì ở đây có một cái căn nhà nè, và bị bão cuốn coi như là bay hết luôn, bay mất hẳn nguyên một căn nhà luôn. Ở đây thì có một ông chú lớn tuổi, 70 mấy tuổi, sống với một người con trai 50 mấy tuổi. Thì trong lúc mà cái cơn bão xảy ra thì ông chú là người con á, 50 mấy tuổi á, cõng người cha 70 mấy tuổi vô đó trốn trú mưa. Ôi Còn nguyên cái phần này là bị sạt mà bị đúng bão rồi, cuốn, bão lụt kéo đúng rồi, cuốn hết. nguyên cái này là coi như mất mất bay hẳn nguyên căn nhà luôn mà. Ôi, không còn là cái gì hết. Trời, công sức biết bao nhiêu năm làm nhà. Bây giờ coi như là chỉ còn là một đống đổ nát như vậy thôi đó. Cái đó là chính quyền địa phương gom ra đó dùm để chừa lại cái nền nhà để chuẩn bị mai mốt để xây dựng lại nè. Trời, nghĩ giống như em mà em để dành mua tiền mua cái tủ lạnh, tivi rồi ha, nghĩ mình cũng phải để dành tiền chứ, nó phải có khi không sẵn đâu, Đúng phải rồi. tích góp từ từ, cứ mua dần dần cái nhà nó mới đầy đủ. Rồi giờ chỉ trong một đêm hai đêm nó cuốn sạch hết vậy, khóc không còn nước mắt luôn. Mà đối với gia đình ở dưới nông thôn hay là các tỉnh nhỏ thì 100 triệu để xây nhà, 200 triệu xây nhà là cả một Nhiều tài chứ. sản. Có gia đình như ta để cả đời cũng đâu xây nổi đâu. Cái này mà không ai hỗ trợ chắc hai chú chắc khỏi xây dựng gì được luôn, ở vậy luôn. Dạ hai chú cũng lớn rồi, Lớn nó tuổi dạ rồi. năm 50, chú con là 50 tuổi, còn chú lớn là đã lớn lắm luôn. Mà em thấy cái nhà đó như vậy mưa cũng là coi như mưa lướt hết. Nên cái này chắc là có lẽ là sẽ hỗ trợ cho gia đình này xây mới là cái nhà. Nhưng mà không biết là thì hồi nãy có thống nhất là cái nhà nào mà hoàn cảnh khó khăn quá thì có lẽ là mình trao 40 đến 50 triệu để xây hỗ trợ xây Cái nhà. này là mình hỗ trợ xây nhà Đúng thôi, chứ rồi. còn nếu mà nó là để gửi hết chi phí để xây thì mình chỉ không không có thể nào mà giúp đủ hết cho một cái cho mọi nhà được. Đúng rồi. Còn cái nhẹ hơn, ví dụ như nhà nào mà cần chỉ cần sửa lại thôi á, thì hỗ trợ khoảng 20-30 một hộ đó. Thì nãy là chị Quyền với anh Khương tính vậy, thì hộ của chú này chắc có lẽ là sẽ hỗ trợ để mà xây ra mới lại, với lại bên địa phương cũng có hỗ trợ 44 triệu rồi. Bây giờ mình phụ vô một phần nữa là cho đủ để xây mới một căn nhà là đủ. Với lại có thể là sẽ có những cái mạnh thường quân nhỏ khác nữa, thì kiểu như họ sẽ cân đối để kiểu như trích cái số tiền ra để cho nó đủ để xây dựng. Như vậy thì cũng rất là mừng, chứ Đúng còn rồi. nếu một mình thì chắc chắc không thể nào mà có thể ấy được. Mà Trang em thấy ngộ không? Nhà ở đây sao xây không chắc chắn đúng không? Nhìn có vẻ như nó không có Không có chắc. cái móng đúng không Đúng chị? rồi. Cảm giác nó không có cái Ừ, móng sao nó bay hẳn luôn cái nhà vậy ta? Em nghĩ là chắc là kiểu như hồi xưa là không phải là cô chú giống như mình là làm Sơ hết tiền sơ làm đúng không? hết, còn cô chú là kiểu tích góp, cứ làm từ 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 cái chị, xong bắt đầu vô cái đóng đóng khúc, cái đóng khúc lên nó mới vậy, thành ra nó sẽ không có chắc chắn. Chắc chỉ có bên này là Bên đó hình như thấy cũng xây tạm đó chứ đâu có phải là chắc chắn đâu, nhưng mà tại vì nó xây sao. còn chống cái cây thay cái cột để đỡ cái phần ở trên nữa. Nhưng mà cũng hờn hên ha, tức là bay chỉ bay cái nhà bên đây thôi, còn chừa là được cái bên đó, chứ nếu mà bay luôn cả hai rồi không biết hôm đó mưa bão lớn vậy hai cha con chú ở đâu nữa. Trời ơi, mình ở Sài Gòn thôi mà mình còn thấy nữa. Bữa giờ là mình chỉ ảnh hưởng bão ha chị Thùy, mà đã còn mưa lớn suýt mình đi đang đi xe máy mà mình cảm giác cái xe mình nó nghiêng luôn á. Đúng rồi. Ở huống chi mà ở đây À, đang đếm tiền. Dạ thôi gắng cố gắng. Dạ. Đây cái mỗi sắp vậy là 5 triệu. 10 nè, 20, 30 và 40, đây 40 triệu. Cái chuyện sắp ban đầu mình 50 nha chị. Không không, chị lấy Chị ra rút rồi. rồi hả? Chị lấy ra rồi. Chị rút đã 10 rồi. Rồi người phụ nữ đảm đang. Để bên xã là anh cứ trao cho dạ. bác. Dạ. Cái này là 40 triệu tụi em đã tổng kết hết, đếm kỹ lưỡng rồi, nhưng mà 40 triệu cũng không đủ đâu, chắc chực được được nữa cái nhà. Nhưng mà cũng ở đây thì địa phương cũng sẽ hỗ trợ từng nguồn kinh phí, rồi thứ hai là cũng hy vọng là mạnh thường quân đồ gần xa và hỗ trợ thêm, có nhà bữa chào bá mốt bão gió gì cũng không sợ. Một lần nữa thay mặt gia đình xin rất là cảm ơn đến các anh các chị, đến lãnh đạo xã và thành phố đã quan tâm giúp đỡ gia đình tránh vượt qua những cái lúc khó khăn, thì gia đình xin một lần nữa xin rất là cảm ơn.
Khi mà vừa qua thì cũng thông tin cho bác biết là đoàn của các anh đến ấy, bác rất là mừng, rất là vui, không kiềm được cái cảm xúc. Có lẽ là khi mà chính quyền thì thường xuyên hỗ trợ rồi, trách nhiệm của chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi động viên, hỗ trợ bằng kênh này kênh khác. Tuy nhiên là có thêm các cái nguồn lực của các nhà hảo tâm như ngày hôm nay thì chính quyền trân trọng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cũng thay mặt cho gia đình cảm ơn các anh chị. Từ lúc mưa bão đến giờ thì ở xóm và ở xã và là thành phố thường xuyên đến hỏi thăm và động viên gia đình và giúp đỡ rất là nhiều, từ vật chất đến tinh thần. Gia đình rất là cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn nhiều nhiều. Phương vừa lần đầu đến với Cao Bằng và thấy các anh chị ở đây, nói chung là bữa giờ chắc anh chị lãnh đạo cũng vất vả lắm, vất vả lắm. Giờ lại tiếp tục để hỗ trợ Phương Dừa để dẫn đoàn, và cũng hy vọng là thôi, có nghĩa là Phương Dừa thì cũng mấy anh em Phương Dừa không có nhiều, và cũng nó giúp được hộ nào thì cho xong hộ đó cho địa phương đỡ xíu chứ. Dạ anh giữ gìn sức khỏe nha. Vâng ạ. Cảm ơn các anh các chị. Dạ rồi thì trong hôm nay thì là sẽ đi ở địa bàn của thành phố Cao Bằng khoảng mười mấy hộ với ông bác. 14 hộ. Dạ, rồi Phương Dừa cũng sẽ đi vô trong huyện Bảo Lạc. Dạ. Để ở trong đó thì tình hình còn rất là nguy hiểm. Dạ, bà con cô bác thì nắm được tình hình thì bữa giờ là ở ngoài miền Trung, ở ngoài miền Bắc là coi như nặng nề lắm. Nhưng mà bữa nay ra thì là hết mưa bão rồi. Đó, Phương Dừa cũng phải canh mà hết mưa gió rồi đi tiếp cận được bà con bác mình mới đi được, chứ còn... Nhưng mà chút nữa là thì Duy Quyền là phải ở lại để làm cho mười mấy hộ còn 12 lại. 12 hộ còn lại. Vâng. Khương phải đi vào bên trong Bảo Lạc trước, phải sợ sạt lở đó, không cho phụ nữ đi. Vâng. Dạ, sợ phụ nữ đi sau. Muốn an toàn có gì ngày mai thì chuẩn bị đi. Là nắng ráo nha bác, cho nên bà bác đừng có thắc mắc là tại sao mình đi có thời tiết thuận lợi mình phải canh chứ, đi nguy hiểm. Ở đây có thời điểm nguy hiểm, nhiều khi chính quyền địa phương người ta lo cho người dân đây còn không sợ nên mình đi vô đêm. Lo thêm đây. Mình nữa. Đúng rồi. Chia sẻ xíu luôn cập nhật tình hình ở đây là hiện tại là các anh chị lãnh đạo địa phương báo là nhu yếu phẩm là coi như là bà con bác với tấm lòng hảo tâm rồi từ địa phương là hỗ trợ cho con bác cũng kịp thời rồi. Còn bây giờ là quan trọng nhất là cái khắc phục sau bão lũ, có nghĩa là cất nhà rồi mua vật dụng đồ trong nhà, quần áo đồ hay kia nó cuốn trôi nó bùng đắm lấm lem đồ hết trơn đó, cho nên là giống như cái nhà của anh đây vô là mình thấy là giờ nhà không còn gì trơn đó, cho nên cần phải mua các thứ. Cho nên quý con bác bây giờ thì nếu mà có về Cao Bằng hoặc là các tỉnh thành khác để hỗ trợ thì Phương Dừa nghĩ là nếu mà mình có tiền mặt sẵn á thì mình mang tiền mặt mình hỗ trợ nó cũng tốt hơn, thay vì mình mua nhu yếu phẩm rồi mình chở lên nó sẽ tốn chi phí rồi. Vô đây thì ở đây thì nói chung cũng đang tương đối cũng đủ. Phương Dừa thấy chỗ nào bị thiệt hại, còn những cái chỗ chưa bị không có bị ảnh hưởng thì bà con bác cuộc sống vẫn bình thường, vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Cho nên là với cái kinh nghiệm hôm nay đi mà thực tế vậy nè, chia sẻ thông tin để bọn bác nắm, để thôi mình đi nhiều khi mình cũng muốn giúp bà con của bác đồng bào mình, nhưng mà mình đi mình ví dụ như giờ anh đây đi mình vác gạo vác mì tôm đây thì địa phương thấy hỗ trợ rồi đó, cho nên sợ cực thân quý bà con bác. Dạ. Rồi. Cảm ơn em ký luôn hả? Vô đây chút xíu đi cha. Đúng rồi. Đây là ông cha đó. Hồi nãy là chị có nói là bữa mưa bão xảy ra là ông chú hồi nãy năm mấy tuổi là cổng ông chạy vô đây để tránh, mà cũng hên là cái căn này nó còn chắc nè. Chứ nếu mà cái căn này mà hôm đó sập luôn cái không biết hai cha con làm sao luôn hả chị? Mấy cái này đúng là kiểu anh con anh cũng rất là anh chém cái này để cho mù tạng. Mà mình tưởng tượng cái mưa gió đang lớn nhà thì sập, mà một người con cũng lớn tuổi năm mấy tuổi mà cổng người cha thì thấy tưởng tượng cái cảnh thấy nó xót xa ghê luôn á. Mà chính quyền địa phương ở đây cũng quan tâm cũng sát sao dễ sợ. Nói chung là thường xuyên động viên. Dạ. Đi theo sát luôn người dân. Nhà còn gì đâu. Không còn gì hết. Nhờ nhìn vô là nhà không còn gì hết. Nhưng mà cũng may là tính mạng còn. Cả cha với con được. Đúng rồi. Nên cũng may mắn. Mà hình như nghe nói ông chú, ông còn người con mười mấy tuổi là sống đang ở trên cái gia. Là coi như là ba cha con, ba ông cháu đều an toàn hết. Nên cũng mừng. Vậy rồi coi như giờ mình gửi em một xíu để mong là tái thiết lại cuộc sống rồi. Mà thương quá, công nhận tới hơn là cảnh này mình thấy thương ha. 50 mấy tuổi cổng ông, 70 mấy tuổi
coi như mất tất cả cũng được, nhưng mà mình phải có nhau. Nói chung là mình mất hết của nhưng mà người còn thì cũng còn, cũng may mắn rồi. May mắn đúng rồi, may mắn hơn rất nhiều người rồi, bà con của bác. Dạ. Chiều nay đi thành phố có hai gia đình bị mất trong cái vụ tai nạn ô tô. Là cái chiếc xe khách mà chuyến xe khách 20 người thiệt mạng hết. À, thành phố có hai hôm bữa có nghe nói chuyến xe có nghe nhưng mà không có đọc về cái câu chuyện đó sao chị? Cụ thể nó sao chị? Có nghĩa là cái chuyến xe đấy đi qua cái đoạn Ca Thành của Nguyên Bình ấy. Đấy là núi sạt lở xuống cả mấy xe luôn. Xong đấy có cái xe 20 người, cả 20 người thiệt mạng. Và cho có rất là nhiều xe 4-5 chỗ, mấy xe 4-5 chỗ đi chết hết luôn, không thể nào 40 mấy chỗ hả? Xe 20 chỗ, và bên cạnh đấy còn có rất là nhiều xe con. Nhiều xe con, điểm đấy là điểm bằng có là mọi người tạm dừng nghỉ chân. Vậy là mất, trong chuyến đó là bao nhiêu người mất chị? 30 mấy. Trời ơi, không xi măng nhiều đâu em. Bởi vậy cho nên nó đúng rồi. Dạ, nhà cổ nhưng mà nó cái cột này là đây là cái xô. Chị Quyền ơi, chị xô hồi sập luôn á, chị Quyền chưa kịp xây lại đâu. Đâu có xô. Giờ thôi. Dạ đi ha anh. Đi. Bây giờ mình đi qua một cái chỗ khác. Dạ rồi, thì cập nhật tình hình hộ đầu tiên với bà con cô bác sơ như vậy thôi. Lát nữa thì và chị Huyền sẽ tiếp tục đi những hoàn cảnh ở thành phố nè, thành phố này, thành phố Diệm Quỳnh nữa chị. Cao Bằng. Cao Bằng, dạ. Cao Bằng. Rồi sẽ tiếp tục gửi đến bà con, quay clip gửi đến bà con cô thật bác. Thật sự đó, quý bà con cô bác biết đó, tại sao đó mà Tim Khương Dừa chọn những cái nơi này bởi vì xa. Dạ. Ít ai chịu đi lên, tụi này ngồi là 6 tiếng xe, tính là 5 tiếng mà thực ra là 6 tiếng xe mới tới đây. 2 tiếng máy bay nữa. 2 tiếng máy bay nữa. Dạ. Là 8 tiếng rồi. Ừ. Dạ, hơn nửa đường, nửa trái đất luôn rồi đó. Dạ, gần nửa đây trái là đất. Ông chú. Gia đình, anh xin cảm ơn các anh, các chị. Dạ. Đã lặn lội đường xa đến thăm và giúp đỡ gia đình thế này thì gia đình rất là xúc động và rất cảm ơn rất là nhiều nhiều. Dạ. Và xin cảm ơn. Em hy vọng rằng là khi mà xây nhà xong rồi tụi em lại có cái dịp đến Cao Bằng. Lúc đó thì Cao Bằng của chúng ta đẹp rồi. Dạ. Đường xá và các tất cả các nhà cửa bị sụp đổ đã được hoàn thiện rồi thì đến thăm. Dạ. Mình lại đến thăm. Cao Bằng rất là hoan nghênh. Cao Bằng đẹp quá. Dạ, Cao Bằng rất là đẹp. Dạ. Khí hậu cũng tốt nữa, không có nóng lắm. Dạ. Bọn em rất là cảm ơn và rất là hoan nghênh. Dạ. Xin được mời các anh các chị một lần nữa đến thăm Cao Bằng, thăm đất Cao Bình hôm nay. Dạ rồi. Dạ. Thôi bây giờ chú ráng giữ gìn sức khỏe nha chú, để chăm sóc cho ông chú nữa. Dạ. Tụi con em cũng xin phép tiếp tục đi qua bên gia đình kế tiếp. Vâng. Dạ. Rồi thôi bây giờ thì với chị Quyền cũng chuẩn bị qua bên gia đình kế tiếp với bà con cô bác nên xin tạm thời kết thúc clip ở đây ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ. Ta chia tay nhau rồi đây sẽ thấy gặp nhau nơi khách sạn. Bây giờ đó thì bây giờ chia ra ba đoàn, Khương phải đi xuống Bảo Lạc liền để mà coi thử coi đường đi để mà tụi này có đi được không, cái nhóm đó đàn ông. Còn hai nhóm phụ nữ của chúng tôi chia ra hai nhóm, Thùy, Kim Khiết và Trang một đoàn, còn Ngọc Huyền và bé Nguyên Nhi và anh Sơn, anh Sơn bên Bánh Tráng Tự Nhiên và thư ký của Ngọc Huyền một đoàn. Yeah. Đó, nói chung vậy là tôi vẫn lợi hơn một người là đàn ông. Yeah. Nhưng mà đây cũng có người đàn ông là Huy đang quay cho Thùy. Yeah. Rồi nói chung là làm cách nào để tiền tới tay người dân nhanh nhất và mọi người vui vẻ, cho nên chúng tôi phải tách ra ba đoàn luôn. Nhưng mà trong lòng đau bụng lắm, tại vì muốn đi chung mới vui. Ngày mai mình sẽ đi chung, chị yên tâm. Không phải là vui mà đi chung mới hỗ trợ lẫn nhau. Yeah. Đó, cái tình cảm trao cho bà con nó sẽ sâu sắc hơn, nó đậm đà hơn. Thật ra là cuộc đời nó phải như vậy rồi. Chị Quyền chứ buồn nãy giờ. Thật ra bà con cô bác là ai cũng muốn đi vô trong cái khu mà vùng sâu á, khu đang khó khăn nhất á, để khu Bảo Lạc á, nhưng mà bây giờ chính quyền địa phương sắp xếp được có một xe thôi, không thể nào chở hết nguyên đoàn mình đi, cho nên giờ bắt buộc mình phải tách ra là anh Khương đi trước vô để dò đường rồi trước. Xong rồi giờ chị Huyền với Thùy sẽ đi ngoài đây để trao những hoàn cảnh ở thành phố. Xong rồi thì ngày mai mình sẽ vô sao. Mình sẽ vô sao. Dạ. Cho nên nhiệm vụ của chị em mình là hôm nay phải đi hết ở ngoài thành phố nè. Dạ, tại vì thật ra thì rồi là bây giờ em không có quay lên.
Rồi bé Nhi thôi đi rồi. Thôi đi rồi, lỡ rồi. Rồi, thôi lỡ rồi. Bye bye chị. Dạ, đi rồi gặp chị. Bà con coi bác coi hai link của bé này qua link nghệ sĩ Ngọc Quỳnh Official. Dạ rồi. Dạ, cập nhật tình hình giống như mình đang làm câu chuyện hình trực tiếp vậy đó. Dạ. Thật ra thì là bị ảnh hưởng của bão lũ thì không phải là chỉ ở khu Bảo Lạc, mà thật ra em nghĩ là tất cả những cái bà con ở khu miền Bắc đều bị ảnh hưởng hết. Thì nhưng mà mức độ nó nặng nhẹ hơn thôi. Có thể là cái khu ở đây thì làm được chính quyền địa phương có thể dễ dàng tiếp cận, còn cái khu Bảo Lạc là do đang bị sụp lở rồi này nọ nên là nó hơi bị khó khăn trong cái đường đi. Nhưng mà hôm nay nè, chính quyền địa phương cũng nói với mình là họ còn chưa đi vô được cái khu Bảo Lạc từ bữa giờ, nên là họ không biết cái đường đi như thế nào và có di chuyển được hay không. Rồi cái tay lái của tài xế phải là tay lái xịn nữa, tay lái lụa mới được, tay lái lụa mới được. Mà bây giờ là chỉ mới có một chiếc xe là vừa bên địa phương và vừa bên anh Khương đi, nên là họ nói mình là bây giờ ít người thôi, chỉ để đi vô để khảo sát có đi được hay không, rồi sáng mai hãy vô. Mà thật ra thì bà con ở đây cũng đang khó khăn mà, nên là mới chia ra ba team như vậy để mọi người có thể được giúp đỡ, ai khó khăn mình đều hỗ trợ hết. Dạ, và cái mức độ hỗ trợ thì cũng giống như trước giờ cái cách mà anh Khương với là chị Thùy làm, là mình sẽ tới thăm từng hoàn cảnh và xem cái mức độ thực tế, rồi anh với chị sẽ xem xét để gửi những cái số tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Dạ rồi, dạ. Dạ rồi, bây giờ tụi mình đi liền. Rồi mình có xe rồi. Dạ, vậy là đoàn của tụi em sẽ gồm có trưởng đoàn là chị Thùy Kim Khiết. Dạ. Dạ, phó đoàn là anh cậu Ba, cậu Huy. Dạ, còn và em Trang LTV. Dạ, em vừa đi theo để mình có thể hỗ trợ rồi chi tiền. Dạ, hay bảo vệ bé Trang. Ủa, đoàn mình gọn nhẹ vậy hả? Dạ, đoàn mình gọn nhẹ lắm. Đoàn mình gọn nhẹ nhưng mà tiền của mình cũng không tới nỗi quá gọn nhẹ. Dạ, đâu nha. Mình đang mang lên cả những ân tình của đúng bà rồi. Con cô bác khán giả kênh Khương Dừa, các cô chú anh chị khán giả gia đình của chị Ngọc Huyền, rồi khán giả, rồi những cô chú khách hàng mà mua hàng ủng hộ đúng chị Thùy Kim Khiết, với lại của chị Dung Nhan Dung Vẻ, của chị em Cây Dừa, của Trang LTV. Nói chung là tất cả tình cảm của bà con đang hướng về là miền Bắc. Dạ, cảm ơn ạ. Đây là xe của bên anh địa phương. Em chào anh đi chung với em. Dạ, thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hiện giờ thì Kim Khiết đang có mặt tại phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Dạ thì đi với Thùy hôm nay là có Trang LTB và đây là bạn Thành. Dạ, Thành là công tác bên văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng. Dạ thì bây giờ Thành sẽ dẫn hai chị em đi vô trong nhà của một ông chú là cũng bị bão ảnh hưởng bởi bão lụt vừa rồi bà con cô bác. Thì hôm trước là nghe nói là ở đây ngập cao lắm hả Thành? Vâng. Cái khu này thì ngập toàn bộ, cái khu này ngập quá cái cầu gôn đi. Đâu lượng anh? Đây, ngập hết tất cả cái cầu gôn, ngập lên cao. Trời ơi, ngập đến đây luôn hả con? Vâng. Đến chỗ, là cao người mình không có gì. Không đi được, đường mảng đấy. Tức là sẽ phải đi thuyền, đi mảng vào, không bơi được, rất là nguy hiểm. Chỗ em nghĩ là tự nhiên giờ mình đang đứng mà nước ngập cao không mảng. Lúc đấy là nhìn nó mênh mông luôn á. Ủa là mấy ngày rồi hết Thành? Sau ngày hôm đấy thì từ hôm đấy thì chắc phải tầm hơn tuần rồi. Hơn tuần. Tính là nước rút cũng nhanh quá ha. Nó thì xuống nhanh mà nó rút cũng nhanh. Khi mà lên ấy thì tại vì là trước đó thì cũng diễn ra mưa dài, kéo dài thường xuyên rồi. Dẫn tới là các cái khu vực lân cận nó cũng không còn cái chỗ thoát nước nữa. Đất thì nó ứ động nước rồi. Đi giờ đây đất nó cũng mềm. Đúng rồi, nó còn ngoài mềm nè. Mười hai giờ đêm hả con? 12 giờ đêm. Ui, lúc đó cả nhà mình không có đâu biết được. Một con lợn là xanh chạy qua lớn này. Đây là cô này là cô tổ trưởng. Dạ. Con chào trưởng, cô. Trưởng thôn, trưởng xóm. Cô trưởng thôn. Thì dạ. Ở đây thì từ cái ngay từ cái đầu tiên khi mà biết là bão vào theo hướng mà sẽ ảnh hưởng đến Cao Bằng á, dạ, thì cấp ủy chính quyền cũng đã cảnh báo đến người dân để chuẩn bị để nâng cao cái cảnh giác, dạ, mình không bị bị động bất ngờ. Dẫn tới là khi mà nước cũng vừa lên thì tổ dân phố rồi là trưởng xóm rồi là xã cũng nắm ngay tình hình để đến hỗ trợ người dân ngay. Nhưng mà lên lúc 12 giờ đêm thì cũng khó quá ha. Vâng, cũng báo cáo các chị là trong cái ngày hôm đó thì gần như là toàn bộ hệ thống chính quyền là thức đêm với người dân. Là mình đã biết trước rồi. Đã, vâng, trước đó là đã trực từ 7-8 giờ tối rồi. Dạ. Khi mà nước vào lúc 12 giờ thì tất cả mọi người ra để hỗ trợ người dân ngay. Thì lúc đó mình làm sao hết Thành? Mình di chuyển đi nơi khác hả? Vâng, tất cả sẽ di chuyển lên vùng cao hơn. Vâng, mình đã xây dựng cái phương án dự sẵn các cái điểm rồi. Vậy là hôm đó là coi như là không ai ngủ hết. Vâng, toàn thành phố là không ngủ. Trời ơi. Cho nên nhờ là có sự chuẩn bị trước cho nên mình không có bị thiệt hại về người. Vâng. Nhưng mà của thì vẫn bị thiệt hại đúng không? Tại vì là nước lên rất là nhanh. Dạ chào các anh các chị ạ. Đồng chí
Dũng là chủ tịch ủy ban nhân xã. Dạ. Phó chủ tịch. Dạ chào anh ạ. Dạ. Dạ em chào các chị. Dạ. Cũng chia sẻ với các chị là cũng hai gia đình này cũng rất là khó khăn. Dạ. Trước đây thì là có hai anh em. Dạ. Từ nhỏ thì mẹ mất sớm và sau đó thì hai anh em cũng tự sống tự nuôi nhau và nhờ có bà con rồi là họ hàng. Dạ. Cũng như là chính quyền thì cũng thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Thì hiện nay thì hai anh em cũng lập gia đình. À. Tuy nhiên là cái hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Rồi bây giờ đã khó khăn rồi còn gặp vô cái trường hợp như thế này nữa. Dạ. Coi như là khó khăn chồng chất khó khăn. Chỗ này thì nước lên rất là nhanh, tại vì sao? Tại vì là cái phần vị trí của gia đình, nhà ở gia đình rất là gần với lại sông, ngay sát sông luôn. Dạ. Cao Bằng là thuộc dạng là ở trên núi, là đúng là cao đúng không? Dạ vâng. Cái mình là đất của mình ở đây cũng rất là cao đó chứ. Vậy mà đợt này bị ngập nghiêm trọng quá trời. Dạ. Ở đây hết à? Chào anh tự. Dạ. Chào em. À, thì bữa nay chị với mọi người bên đoàn team của anh Khương Dừa xuống đây để thăm hỏi gia đình mình để. Thì không. Này là ở nhà em ở với ai ha? Dạ em ở nhà em đó. Chị gắn này nha. Gia đình em có mấy người? Dạ gia đình em có 4 người ạ. Là em với vợ, em với vợ và hai đứa con nhỏ. Hai đứa con. Vợ là đang đi công tác ở nước ngoài. À. Đi xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động à? Đi công tác ở nước ngoài. Nghe thì cũng giật mình. Cứ thẳng thắn. Ở đây các anh thì biết hoàn cảnh rồi. Đấy, tinh thần thì các anh cũng, các anh chị thì cũng rất là quan tâm, chia sẻ thì các anh cũng đi một cái chặng đường rất là xa. Dạ vâng. Để thăm hỏi động viên chia sẻ mình. Thế thì vừa qua thì gia đình này cũng là một trong những gia đình mà thiệt hại nặng. Ừ. Khi mà độ nước lên rất là nhanh. Ừ. Gần như là đồ đạc hỏng hư hỏng, không kịp thời di chuyển. À. Mình với nhà mình là đây hay là vâng. Ở bên này? Dạ mình đây ạ. Chuồng trại ở trong đây. Đến những khu để tăng sản xuất. Yeah. À. Thì cái bữa đó nước ngập là ngập lên tới đâu em? Dạ, ngập đến tận trên. Trời ơi. Ngập tận trên ạ. Lên tới đó luôn hả? Dạ vâng. Chỗ này là đang cao hơn nhiều so với khu vực mặt bằng rồi. À. Vì vậy là gần như là nó xung quanh là mênh mông nước. Ủa rồi cái lúc ngập vậy rồi mấy cha con ở đâu? Mấy cha con là kê hết toàn bộ ghế lên trên giường đi ở. Sau đấy thì vâng. Chỗ chính quyền xã đến hỗ trợ. Đi rồi mới về và là mang một số tài sản ra với cả di chuyển người ra. Em có hai đứa con, bao nhiêu tuổi? Dạ, một đứa lớn thì năm nay là 6 tuổi và đứa bé thì là năm nay là 3 tuổi. Vậy là... Rất là nhỏ. Có hai đứa bé ở nhà với ba thôi. Vâng. Vậy là hôm đó mà nước lên là trong khoảng thời gian bao lâu là nó lên cao như vậy? Nước lên thì là lên vào ban đêm, tối ban đêm. Tức là tầm 12 giờ đúng không? Vâng, từ 12 giờ đến tầm 3 giờ, lúc đấy nước lên 2 tiếng thôi. 2 tiếng thôi. Thời gian 2 tiếng là rất ngắn. Một số hộ gia đình còn đang ngủ, ngủ không biết. Nên đến khi mà chính quyền vào khu chiêng rồi bắc loa thì mới biết là lũ vào đến nhà rồi. Vậy là không hay luôn. Đồng chí chủ tịch là gần như là từ 7 giờ tối hôm đấy là xác định là lũ sẽ lên. Và canh để cho khi mà lũ lên thì các anh chị sẽ xử lý kịp thời. Đúng là... thức cho dân ngủ đó. Bởi vậy các anh chị cán bộ ở đây quá tuyệt vời luôn thiệt. Hỗ trợ ngay luôn nè. Phía trước là sông, phía sau là ao. Rồi nhà mình là chăn nuôi cái gì vậy em? Dạ chăn nuôi lợn rừng. Lợn rừng, rừng và rồi gà với ngan ngỗng. Rồi bây giờ nó còn trống không? Dạ trôi ạ, bị trôi một số ạ. Còn một số gửi. Là hôm đó chỉ chở người đi được thôi, còn gia súc là trôi đi hết. Dạ, vâng. Nước nó lên nhanh quá. Một số thì sáng hôm sau đi tìm thì được một số. Còn bị mất một số khá nhiều. Là mất hết bao nhiêu con? Dạ, mất 8 con.
8 con lợn. Trường hợp này thì cũng rất là khó khăn ngay từ nhỏ rồi. Anh có thể chia sẻ cái cuộc sống từ nhỏ của anh cho anh chị em nắm rõ hơn. Cuộc sống của em thì em sống đây từ nhỏ vài tuổi rồi. Thì mẹ em là mất sớm lúc em còn 1 tuổi. Thì là còn em là có hai anh em thì là sống ở đây. Bố đi bước nữa à? Vâng. Bố đi bước nữa thì lúc kia mình 3 tuổi. Bố đi bước nữa lúc đấy mình tầm 3 4 tuổi đấy. Vâng. Anh này thì 4 tuổi, anh trai 6 tuổi thì bố đi bước nữa. Thì hai anh em thì cũng gần như là nhờ bà con làng xóm, nhờ chính quyền. Thì đến ngày hôm nay thì cũng cả hai đều lập gia đình. Một cái tuổi thơ rất là khó khăn. Rồi vậy rồi cái thời gian đó là chỉ hai anh em đùm bọc nhau để mà sống qua ngày thôi. Vâng. Vậy rồi mình có được đi học đồ này nọ. Mình thì vẫn được đi học ạ. Cũng vâng. Hay quá ha. Cũng cố gắng lắm. Đúng rồi. Cố gắng để đi học đến hết 12 rồi. Ôi, vâng. Vậy là cũng quá giỏi rồi. Bố có hay thường xuyên qua chăm sóc không? Bố thì thỉnh thoảng cũng hay qua, cũng xuống đây để hỏi han với lại có lúc thì bố xuống đây ngủ cùng, ở cùng. Rồi bà xã của em là đi lao động ở nước nào? Dạ, lao động ở nước Nhật ạ. À, đi được mấy năm rồi? Dạ, đi được 1 năm rồi ạ. Vậy là cũng còn tới 2 năm nữa hả? Dạ vâng. Rồi ở bển làm có đỡ không? Dạ, bên kia làm thì bây giờ lúc đi thì thấy bảo là lương là rất là cao, nhưng mà sang bên đấy thì lương nó cũng không được cao cho lắm. Thì nó cũng không được ổn định. Là nói qua đó là làm công việc gì em hả? Công việc may. May. Vâng. À. Rồi hình như chị đây như biết là đi Nhật tốn rất là nhiều tiền. Dạ, vâng. Thì lúc đó hoàn cảnh của mình vậy thì làm sao mình có cái số tiền đó để mình đi ha? Dạ, mình mượn, vay mượn. Vay hả? Vâng. Rồi vay có lãi không hay là mình mượn bà con? Mượn bạn bè với lại họ hàng đó. Vậy là mượn không cũng đỡ, chứ tưởng đi vay lãi cái nữa thì... Vâng, tại vì vay thì phải có thế chấp thì cũng đúng không rồi. Đi vay được. Mình không có tài sản gì để vay. Rồi giờ em đi 1 năm như vậy là có trả lại tiền mượn đó cho bà? Dạ vâng, được chứ? Có. Trả cho cũng được gần hết. Gần hết rồi. Vâng. Còn hai đứa nhỏ là... Dạ vâng. Giờ có một bé chồng hả? Chị vô dạ vâng, một xíu được dạ vâng. Trời ơi, con ngủ thấy thương không? Ủa, có một bé hả? Còn một bé đi... Một bé đi học rồi ạ. À. Bé này thì bị ghẻ nước, bị nước lạ ấy, thì là bị ghẻ cái chân tay là bị hết. Ủa rồi, nó, em bé bị sao vậy em? Dạ, bị ghẻ nước. Rồi có đi khám cho bé chưa? Dạ, khám rồi ạ. Khám với thuốc ạ. Là đỡ chưa? Dạ, bây giờ đỡ rồi. Bị ghẻ nước hả? Dạ vâng. Trời ơi, tội nghiệp không? Có một mình ba ở nhà chăm mà. Vậy bình thường ở nhà chăm con vậy là em chăn nuôi thêm thôi hả? Chứ dạ đâu vâng. Đi làm được gì hả? Dạ vâng. Còn như vậy có nhà nước luôn. Ờ. Chắc tại gần mé sông nên vâng. Nó bị sụp phục. Đợt này là nước nó ngập nhiều quá, lâu. Ôi, nước chảy nó sập hết. Nó bị dẫn xuống à? Cái trần này vâng. Bị dẫn xuống à? Tại nó nghiêng á. Nó nứt lên nó nghiêng xuống. Ờ. Nhưng mà hình như cái này không phải là lần đầu phải không? Tại chị thấy nè. Vâng. Ở đây là giống như là bị nứt rồi nè, rồi cái mình giá lại phải không? Cái này là mình vừa mới vá, đợt đầu vừa bị xong rồi nó nứt ra là mình bắt đầu mình dùng cái keo bọt thì mình vá lại hết. Mình vá lại hết xong rồi lần đúng hai. Rồi. Lần thứ hai thì ngập lâu hơn, nó ngập tầm 4 ngày này. Thì lên đây thì là bắt đầu là nó nứt ra hết toàn bộ cái này và cái bờ tường bên trong. Rồi cái thời gian mà nước mà ngập cao lên như vậy đó, rồi mấy cha con là ở đâu? Mấy cha con thì lúc đầu thì cố là lên trên giường và xếp hết những cái ghế đỏ này lên để mà mình ngồi ở trên. Xong bắt đầu gọi người xóm, làng xóm đến giúp. Rồi chắc mình phải đi đến. Chứ đâu có ở đây được nữa đúng không? Dạ vâng. Rồi khoảng bao mấy giờ thì nước rút? Phải đến hơn 1 ngày cơ. 1 ngày? Vậy là 1 vâng, ngày đó một là ngày. Mấy cha con ở ngoài xã hả? Vâng, lên ở trên nhờ tạm nhà ông ở trên. Nhưng mà cũng may mắn là nói chung là không có ảnh hưởng nhiều tới... sức khỏe đồ, chỉ có dạ, vâng. Đồ đạc trong nhà thôi đúng không? Dạ vâng. Đồ đạc thì bị hư hao gì nhiều không em? Dạ có, nhiều. Coi như là nó lên nhanh quá cho nên dạ, mình vâng. Chỉ để là chỉ kịp người, di chuyển người đi thôi vâng. Đúng không? Tại vì là lúc lên đây thì là các con thấy nước là rất là sợ rồi. Đang hoảng hốt rồi thì là lúc đấy thì là mình là phải lo cho con, là ôm con để, tại vì sợ.
thấy nước lên nó ngập hết vào nhà ầm là lúc đó chắc đang ngủ hả? Vâng, đang ngập sợ. Vậy là cái... nước lên tới đâu em mới hay? Lúc em thức dậy là nước nó lên tới đâu? Rồi lên bắt đầu gần đến nhà rồi. Nhưng mà lúc đấy là vào cái đường vào đây thì là nó rất là khó, không đi được phương tiện, cái bụi tre nó rất là nhiều luôn. Không có phương tiện thì di chuyển để vào trong này thì nó khó. Rồi bên mấy anh bên chính quyền địa phương mấy anh vô bằng cái gì? Và đi mượn được cái thuyền mảng của dân rồi được. Vâng. Đúng rồi. Công an thì có những cái thuyền phao nhưng vào đây là không vào được. À. Tại vì là có những cái gai nó rất là nhiều. Về các chị vào qua đây là thấy những bụi tre rất là nhiều luôn. Nên phải có qua cũng không xuồng, ghe mới vô được. Dạ vâng. Cũng khó đâu, phải là dễ đâu. Vâng. Chắc có tối nổi cũng đóng cửa chứ ha. Dạ vâng. Mà mở cửa tự nhiên cái đang nằm nước nó lên thẳng luôn. Mà phải chi ban ngày á thì còn hay, còn này lên ban đêm. Ngay lúc mọi người đang ngủ nữa. Nhưng mà cũng còn đỡ, còn chị thấy ở một cái làng mà mình thấy đó là từ trên cao đổ ào xuống không ai chạy kịp hết. Ở đây so ra thì mình nói tại chung vì là mình nước đây nó lên rất là nhanh luôn và hàng năm thì cách đây khoảng tầm 18 năm trước thì là không có trận lũ nào lên như này cả. Thì có năm nay là lên tự dưng lên rất là nhanh luôn. Năm nay là lên cao nhất rồi đó. Vâng, lên cao nhất. Rồi tổng thiệt hại của mình trong cái trận lũ vừa qua là mình mất những gì em ha? Mất đi tất cả lợn này, một số lợn này, với lại thức ăn chăn nuôi cho nó. Và cái ngô mình đã ủ sẵn để nấu rượu ấy, để cái thức ăn cho để chăn nó ấy. Và rượu, tất cả những rượu của mình để hết trong chum thì là mất hết, nó trôi đi hết. Tức là ngoài cái việc mà đi sửa chữa những cái vật dụng điện tử ở trên phố, thì anh về tiếp tục tăng gia sản xuất là nuôi lợn này, nuôi gà này, nuôi vịt này, ngoài ra nấu rượu nữa, cũng rất là chăm chỉ, gần như là một ngày anh lao động từ sáng đến tối. Vừa qua thì thành phố khi mà đến thăm ấy, thì thứ nhất là thấy cái gia cảnh rất là khó khăn và thấy vị trí xây dựng nhà ấy nó sập quá, sẽ thấy rất là nguy hiểm, kể cả sau này những đợt lũ tiếp theo ấy, thì sẽ rất lo là những cái trận lũ tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Vì vậy là hiện nay đang cấp ủy chính quyền thành phố cũng như là xã thì cũng đã liên hệ với lại người thân trong gia đình để hỗ trợ anh về cái phần đất, và tới này thành phố sẽ huy động các cái mạnh thường quân để đóng góp, dự kiến là sẽ cố gắng để xây dựng cho anh một cái ngôi nhà ở vị trí khác cao hơn, đảm bảo an toàn hơn. Các anh chị cũng vào đây cũng thấy đấy, tức là cái khu vực xung quanh cây cối rồi cái vệ sinh môi trường ấy, thì ở đây xã thì cũng thường xuyên cho y tế đến phun khử khuẩn, nhưng mà về lâu về dài ấy, cũng rất là ảnh hưởng như em ấy. Đúng rồi, lũ lên là cũng bị ảnh hưởng. Thành phố đang dự kiến sẽ di chuyển xây dựng cho anh ở một vị trí mới. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền. Vậy là bé nó bị như vậy một phần là do vệ sinh môi trường ở đây có bị ảnh hưởng đúng không? Không phải mà phần lũ lũ lên ấy. Nước nó bị nhiễm bẩn á ha. Kể cả mình khỏe mạnh khi mà lũ lên ở khoảng một tuần thì ví dụ như người lớn của mình ấy, thì mình biết mình tránh nước. Không phải một tuần, trong một tuần kia thì có lên khoảng tầm 3 ngày, 4 ngày. Nhưng mà một số khu vực ấy nó không thoát được. Với cả những khu vực xung quanh nhà ẩm thấp, trẻ con nít lúc nào nó cũng không ai cũng bị mùi lạ, nó hay bị vậy. Xã thì cũng đã cử cái nhân viên y tế đến khám và cấp thuốc cho cháu phun khử khuẩn. Vậy là hôm nay bé nó cũng đỡ rồi đúng không? Chứ nhìn thấy cái tội nghiệp ghê, ngứa lắm đó. Rồi bé lớn có bị không em? Dạ bé lớn cũng bị ạ. Vậy hả? Trời ơi. Tại vì cái nước lũ rất là bật. Nước lũ ở đây thì ở đâu cũng vậy thôi. Khi mà lũ lên thì nó cuốn theo rất nhiều cái chất, nó không phải như là nước bình thường. Nước bình thường thì trong lành và các thứ nó khác. Ở đây là mình không có sử dụng nước máy. À có. Đặc, ở đây có đây, mình có nước giếng. Nước giếng. Nước máy có đến đây không? Không ạ. Đây là mình dùng nước giếng. Nước giếng, nhưng mà khi nước ngập lên như vậy thì cái giếng nó cũng bị nước ngập vào hết. Và nó phải rửa mấy lần rồi, bây giờ mới ra. Đúng rồi. Được. Vậy là sắp tới là chính quyền địa phương cũng đã có phương án là chuẩn bị hỗ trợ xây nhà mới ở cái nơi khác cho là đã được duyệt rồi hả em? Cái này thì đang huy động các mạnh thường quân, thì cơ bản là đồng chí lãnh đạo của thành phố đã chỉ đạo rồi. Và hiện nay thì sẽ cố gắng là có thêm nhiều cái nguồn đóng góp nữa.
Thì cái đó là cũng giống như là khu tái định cư mới cho các... Không, tức là khi mà đối với những trường hợp đặc biệt như này thì mình sẽ huy động, ví dụ như anh ấy thì có người nhà, có người thân hỗ trợ đất ở vị trí cao hơn. Thì mình sẽ sử dụng đất của gia đình. Sau đó thì mình huy động để xây dựng nhà. Vậy là tưởng là mình có một cái khu tái định cư nhưng mà gia đình cũng có người hỗ trợ đất. Cho nên là chính quyền địa phương sẽ huy động thêm vốn để nguồn lực để xây dựng nhà. Nhưng như anh thì rất là khó khăn thì chưa đủ điều kiện kinh tế. Như vậy cũng đỡ. Nói chung là cũng được nhà nước quan tâm, chính quyền địa phương quan tâm nhiều. Ngày hôm nay có các anh chị đến nữa thì gia đình cũng rất là mừng. Thì ngày hôm nay thì cũng thay mặt cả đoàn, như bên anh Phương Dừa, chị Ngọc Huyền hay là tất cả những anh chị trong team, với lại một số anh chị em Mạnh Thường Quân nữa, cũng có gửi về cho bên Kim Khiết với lại cho anh Khương. Và bây giờ thì những thì cũng xin đại diện để mà trao cho em là 20 triệu đồng để hỗ trợ coi như là một phần nào đó để vượt qua cái cơn khó khăn này. Thì chắc nhờ bé Trang trao cho em giùm hết Trang. Thì đúng ra là cả đoàn đi tới mười mấy người bà con cô bác. Nhưng mà anh Khương thì đi vô trong Bảo Lạc trước rồi. Còn chị Ngọc Quyền thì chia với Thùy là hai chị em, tại vì có tới ở thành phố này có tới mười mấy hoàn cảnh đang gặp khó khăn như thế này lận. Cho nên là tổng là cũng 20 á. Thì sách thì là bên team của chị Thùy với lại em Trang là đi 7 hoàn cảnh. Bên chị Thùy là đi chị Thùy là đi 6 hoàn cảnh, nhưng mà những hoàn cảnh cũng là xa nhau. Nên là bắt buộc là phải chia ra để mình có thể cố gắng thăm và gửi liền cái số tiền ủng hộ này cho mình. Đúng rồi. Để khắc phục. Cái này mình có thể là mình dùng nó để góp chung vô để mình xây dựng nhà, hoặc là mình có thể cải thiện cuộc sống gì đó, hoặc là chuồng trại chăn nuôi gì đó. Hy vọng là có thể giúp được cho em một phần nào đó để mà vượt qua cơn khó khăn lần này. Dạ vâng. Em cũng thay mặt gia đình em cũng cảm ơn các anh các chị đã quan tâm và ủng hộ động viên cho gia đình em ạ. Thôi Trang đại diện trao giùm luôn đi Trang. Dạ em xin phép thay mặt quý Mạnh Thường Quân, kênh YouTube của Sự Con Dừa cũng như của chị Thùy, chị Huyền cũng như các cô chú anh chị yêu thương đã ủng hộ và đồng hành tin tưởng cho đoàn Khương Dừa nói chung, để gửi số tiền này để ủng hộ cho các cô chú anh chị bà con khó khăn trong bão lũ miền Bắc. Và một cọc này sáng anh em tụi em có đến là 5 triệu và tụi em xin gửi anh là 20 triệu để xin phép hỗ trợ anh với gia đình. Dạ vâng. Em chúc anh thật là nhiều sức khỏe, với lại là mình sẽ cố gắng cải thiện lại cuộc sống, tái thiết lại cuộc sống. Dạ vâng, em gia đình em cảm ơn đoàn các Khương Dừa và các anh chị ở đây luôn đi ăn. Các anh chị đã đến động viên và ủng hộ gia đình em. Đây là số tiền của các cô chú anh chị của hết tất cả mọi miền tổ quốc luôn anh. Trong nước cũng có, mà nước ngoài cũng có đã theo dõi rồi mà. Sẵn ở trên đây thì thầy cũng thay mặt cho thì cũng xin cảm ơn là các cô chú đã vừa rồi trong cái buổi live stream của chị em nhà Kim Khiết ủng hộ cho thì Kim Khiết shop rất là nhiều luôn. Trong vòng có 2 buổi thôi là đã nhận được 150 triệu tiền ủng hộ mua hàng để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Một lần nữa xin thay mặt tất cả các anh chị em cảm ơn cho bà con cô bác rất nhiều ạ. Rồi vậy Trang, vậy em đại diện trao cho anh để cho xin tấm hình đi. Mọi người ơi, mình chụp chung tấm hình nha. Chắc mình đi thôi, mình ra ngoài mình chụp đi cho nó rộng không. Em bé đang ngủ vô phá là em bé thức luôn rồi. Thương quá, em bé bị nước. Đúng rồi. Bị ngứa lắm á. Chắc mình chụp chung tấm hình đi làm kỷ niệm. Mình đứng đây ha mọi người. Chắc nhờ Thành giới thiệu hết về các anh chị em trong đoàn một lượt đi Thành. Giới thiệu với anh chị là chỗ anh Dũng này, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Anh Dũng là chủ tịch ủy ban nhân xã thì cũng là chỉ huy trưởng ban phòng chống lụt bão của xã. Thì thời gian qua thì cũng thường xuyên để hỗ trợ nhân dân ở xã. Chỗ chị Nhung phó chủ tịch ủy ban. Anh Cường chỗ công chức của phường. Chỗ cô này bên tổ trưởng tổ dân phố nhỉ. Đây là phố Cao Bình. Cô tên gì nhỉ?
À. Ui, nếu mà cô lại tự dưng cô phố đây là nhà cô có bị ảnh hưởng không? Nhà cô không. Nhà cô lại cao hơn chỗ này. Nhà cô đồng chí hơn. Phó chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc của dạ. Xã. Dạ. Dạ. Thôi vậy thôi, bây giờ mình vô mình chụp chung tấm hình luôn đi. Đây có mời cô mời các anh chị ạ. Dạ, mình chụp chung cái số. Dạ được rồi. Cường cao này. Em đi ăn chung. Vô chị. Đây em đứng cao hơn. Thấy hai mông. Em lấy vào đây. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chị lên trước đây được mà. Lên đây đi, lên đây đi Trang. Đứng đâu không thấy đâu. Dạ. Vô vô. Con mời cô à. Vô luôn cô. Dạ. Dạ. Một, hai, ba, hai, ba, hai, ba, hai. Dạ. Quà rất là thiết thực và tình cảm, dạ. Cảm chân thành của các anh chị thì cũng thay mặt cho gia đình cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ. Rồi thì bây giờ em cũng xin phép gia đình, chị xin phép gia đình. Bây giờ mấy anh em sẽ đi tiếp qua một hoàn cảnh kế tiếp nữa. Dạ, vậy là những anh chị thì có đi với mình không, hay là bên này là xã xã này thôi. Tới đây mình sẽ qua một phường khác. Rồi, dạ xin cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ. Cảm ơn nha. Dạ. Tiếp tục đông nước xong là dạ dạ. Đất nước ký ký dạ ký nữa hả? Trời ơi. Dạ rồi, vậy bây giờ thì Kim Thiết với lại đoàn sẽ tiếp tục đi qua hoàn cảnh kế tiếp nữa hả? Dạ để tranh thủ hỗ trợ cho xong ngày hôm nay. Xong hết 7 hoàn cảnh hả? Dạ. Vậy mình sẽ cố gắng mình đi thăm và gửi hỗ trợ trực tiếp cho 7 hoàn cảnh khó khăn. Và chị Huyền bên team chị Huyền sẽ 6 hoàn cảnh. Để tối nay nếu mà kịp thì tối nay hai đoàn sẽ đi vào Bảo Lạc, nếu mà không kịp thì là sáng sớm mai và để mình tiếp tục hành trình. Dạ. Bây giờ thì Kim Khiết, Trang LTV cùng tất cả các anh chị em trong đoàn xin chào tạm biệt bà con cô bác ạ. Hẹn gặp lại bà con cô bác clip kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều. Khi xem video nếu cảm thấy yêu thích, bà con cô bác vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bước đăng ký rất đơn giản như sau. Đầu tiên bấm vào biểu tượng kênh có hình thì Kim Khiết đang đội nón lá. Khi thấy có bảng đăng ký hiện lên, vui lòng bấm vào chữ đăng ký. Khi hiện lên đã đăng ký là xong. Tiếp theo đó sẽ bấm vào biểu tượng hình cái chuông. Bước cuối cùng bấm vào chữ tất cả. Như vậy là đã xong. Cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và ủng hộ kênh Thì Kim Khiết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.